Trân trọng kính chào quý tôi tớ Chúa, quý vị trong ban trị sự chấp sự của Hội Thánh Chúa và quý con cái của Chúa có mặt ở trong thời giờ thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Đặc biệt chúng tôi cũng kính chào mừng đến các bạn trẻ, thanh niên, thiếu niên ở trong Hội Thánh của Chúa. Và hôm nay là một ngày rất đặc biệt cho các bạn để các Hội Thánh Chúa, các tôi tớ Chúa nhớ đến những người trẻ trong Hội Thánh để giảng dạy có lời của Chúa và cầu nguyện đặc biệt cho những người trẻ ở trong Hội Thánh, vốn là những người mà Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục sử dụng để gây dựng và phát triển Hội Thánh Chúa trong những ngày sắp tới. Chúng ta đều biết rất là rõ ràng thế giới ngày hôm nay, tình trạng đạo đức suy đồi, đời sống của mỗi người ở trên đất, chúng ta thấy chúng ta đang đối diện với sự cám dỗ rất lớn nếu chúng ta không bền giữ ở trong lẽ thật, ở trong lời của Chúa. Nếu chúng ta không trung thành ở trong phúc âm, trong tin lành mà Chúa Trời đã ban cho chúng ta bởi lời của Chúa, thì có lẽ tất cả chúng ta chỉ xứng đáng cho vào trong lửa địa ngục. Cho nên chúng ta hãy hết sức tỉnh thức cầu nguyện và xin Chúa tiếp tục giữ gìn mỗi chúng ta, đặc biệt là những người trẻ ở trong nhà của Chúa, để các bạn yêu mến, tin kính Chúa và bền giữ lẽ thật của Chúa để tiếp tục lưu truyền phúc âm đó cho những dòng dõi kế tiếp. Buổi sáng hôm nay, tôi rất vui mừng cảm ơn Chúa và hân hạnh được đến với Hội Thánh của Chúa trong thời giờ thờ phượng Chúa và cũng có cơ hội để rao giảng lời của Chúa cho Hội Thánh của Chúa, khích lệ những người trẻ trong Hội Thánh. Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước trên hết thảy quý con cái của Chúa để chúng ta đón nhận lời của Đức Chúa Trời cho riêng mình. Và chúng ta cũng nhớ đến những con cái của Chúa trong Hội Thánh, những người trẻ. Hãy yêu mến họ, hãy cầu nguyện cho họ, hãy hướng dẫn họ với một cái sự khiêm nhường, với một sự mềm mại để đưa họ trở lại với con đường của sự ngay thẳng, tiếp tục ở trong sự tin kính, trong sự yêu mến thờ phượng Chúa. Thưa Hội Thánh, trong buổi sáng hôm nay, chúng ta sẽ đến với phân đoạn Kinh Thánh ở trong sách Truyền Đạo chương thứ 11, câu 9 và hết chương thứ 12. Đây là phần cuối mà Salomon, một vị vua rất khôn ngoan, được Đức Chúa Trời sử dụng viết ra lời của Chúa và ông cũng truyền lại ý muốn của Đức Chúa Trời cho dân sự của Chúa để họ bền giữ và sống ở trong sự tin kính Chúa. Thưa Hội Thánh, đây là phần cuối mà chúng ta thấy Salomon viết rằng ông đang nhắm đến những người trẻ, khích lệ họ ở trong đời sống và hãy chuẩn bị, bởi vì trong đời sống này có nhiều sự khó khăn vô cùng. Rồi họ cũng sẽ đến cái đoạn đó là già yếu, rồi họ cũng sẽ bước vào trong sự chết. Nhưng chưa hết, tất cả rồi cũng sẽ phải đối diện trước mặt Đức Chúa Trời để khai trình mọi việc mà họ đã làm khi còn trên đất. Cho nên lời Chúa không chỉ nhắc cho người trẻ, nhưng cũng nhắc cho những người lớn tuổi trong Hội Thánh của Chúa nữa, để chúng ta nhớ và chúng ta cẩn thận trong đời sống của mình. Thưa Hội Thánh, có lẽ trong sách Truyền Đạo là một sách mà chúng ta nghĩ rằng là một sách triết lý đầy khó hiểu. Nhưng chúng ta thấy ông Salomon nhấn mạnh ở trong sách Truyền Đạo đó là sự hư không. Ở trong góc độ của một người không nhận biết Đức Chúa Trời, hay chúng ta nói rằng ở trong cái góc nhìn của một người ở trong thế gian, thì thấy rằng cuộc sống này nó là gì? Nó là vô thường, hay là nó thật sự là buồn, thảm. Và thậm chí chúng ta cũng có nghe nói đến một nhà thơ viết rằng kiếp sau xin chớ làm người, làm cây xanh đứng giữa trời mà reo. Họ xem cuộc sống của một con người quá ư là vô nghĩa và chẳng có cái giá trị để có thể họ vui thích hưởng lấy sự sống Chúa ban cho mình. Tuy nhiên, ở trong cái góc độ thứ hai, chúng ta thấy ông Salomon nói đến đó là trong cái góc nhìn của Đức Chúa Trời hay là sự kính sợ Chúa, thì cuộc sống này nó có thể là hư không, là tạm thời, là
chóng qua, nhưng chúng ta sẽ thấy được sự tình yêu, thấy sự nhân từ của Chúa và thấy lòng thương xót của Chúa. Cho nên chúng ta sẽ sống ở trong cái sự kính sợ của Chúa Trời, và chúng ta sẽ sống ở trong cái sự hiện diện của Chúa, và đó là cái nếp sống của một người khôn ngoan. Trong bài học buổi sáng nay chúng ta học hai điều, tôi nghĩ rằng nó cũng là hai điều trọng yếu ở trong sách truyền đạo. Thứ nhất đó là gì? Vui mừng ở trong Chúa. Và thứ hai đó là hãy nhớ đến Chúa. Hãy nhớ đến Chúa. Hai điều: vui mừng trong Chúa và hãy nhớ đến Chúa. Vui mừng ở trong Chúa, quý vị thấy ở trong câu 9 và câu 10. Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu. Hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích. Nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Vậy khá giải sầu khỏi lòng ngươi và cất điều tai hại khỏi xác thịt ngươi, vì lúc thiếu niên và thì xuân xanh là sự hư không mà thôi. Thưa Hội Thánh, ở đây chúng ta thấy có ba ý mà chúng ta, ông Thánh Salomon nhắc cho chúng ta. Để vui hưởng hay là vui mừng trong Chúa, chúng ta hưởng lấy ơn lành mà Đức Chúa Trời ban cho. Đức Chúa Trời muốn chúng ta vui vẻ. Đức Chúa Trời muốn chúng ta hãy hưởng lấy những phước hạnh hay là hưởng lấy những gì Đức Chúa Trời đã tạo dựng ở trên đất. Và cuộc sống của chúng ta là một cuộc sống của sự thỏa lòng, bình an, đi ở trước mặt Chúa. Nhưng thật đáng buồn cho loài người của chúng ta, bởi vì tổ phụ chúng ta đã phạm tội, cho nên chúng ta đã bị đuổi ra khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, và chúng ta không còn thấy được ý nghĩa cái sự tốt đẹp của chúng ta sống trên đất. Đời sống chúng ta là lao khổ, buồn thảm, rồi chúng ta thấy là rồi chúng ta phải trôi mất đi. Cho nên Môi-se có viết rằng chúng ta sống 60, 70, còn nếu mạnh khỏe thì được 80. Song sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ buồn thảm, vì đời sống chóng qua rồi chúng ta bay mất đi. Chúng ta không còn thấy được cái ý nghĩa giá trị cuộc sống. Nhưng hãy xem sách truyền đạo, ông Salomon đã nói thế nào. Chúng ta xem ở trong truyền đạo chương 2 câu 24. Ông nói rằng chẳng gì tốt cho người hơn là ăn uống khiến linh hồn mình hưởng phước của lao khổ mình. Ta xem thấy điều đó cũng bởi tay Đức Chúa Trời mà đến. Chúng ta xem ở trong chương 3 câu 12. Vậy ta nhìn biết chẳng có điều gì tốt cho loài người hơn là vui vẻ và làm lành trọn đời mình. Ở trong câu thứ 13, lại ai nấy phải ăn uống và hưởng lấy phước của công lao mình, ấy cũng là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng thấy trong câu 22 của đoạn 3. Thế thì ta thấy chẳng chi tốt cho loài người hơn là vui vẻ trong công việc mình, ấy là kỹ phần mình, vì ai sẽ đem mình trở lại đặng xem thấy điều sẽ xảy ra sau mình. Chúng ta còn thấy được ở trong chương 5, câu 18-20, chương 7 và chương 9. Salomon nói đến đó là hãy vui mừng, hãy hưởng lấy những ơn, những phước hạnh Chúa ban cho. Và chúng ta cũng thấy ở trong câu thứ 11, chương 11 câu 9. Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong buổi thiếu niên, khá đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, và hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích. Chúng ta thấy đây là một cái lời khuyên rất là thú vị, phải không? Như vậy thì chúng ta sẽ vui hưởng tất cả mọi sự Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng quý vị hãy nhớ rằng nó không bao hàm những cái sự vui thích trong tội lỗi. Đức Chúa Trời không dựng nên loài người có những ý tưởng xấu. Đức Chúa Trời dựng nên con người ở trong sự thánh sạch, ở trong sự công bình, và Chúa đã dựng nên con người mang lấy ảnh tượng của Chúa. Nhưng khi tội lỗi đã xen vào trong con người, thì cái sự vui thích, cái sự thú vị của con người hưởng lấy đó, nó đã đậm chất của tội lỗi và chỉ thỏa thích ở trong cái gì đó của nhục dục mà thôi. Cho nên hãy cẩn thận ở trong lời khuyên này. Ông Salomon nói đến hãy vui mừng, hãy đem lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích. Nó nói đến cái vấn đề tình dục, nó nói đến vấn đề sự giàu có, chạy theo tiền bạc của cải, chạy theo những danh vọng mà Salomon có đề cập đến ở trong sách Châm Ngôn và ở trong sách Truyền Đạo. Cho nên ngày hôm nay người ta vui hưởng cái gì? Khi họ có tiền, người ta nói rằng giàu
sang thì đổi bạn, giàu thì đổi bạn, mà sang thì đổi vợ. Người ta chỉ thích thỏa mãn cái gì đó khi họ đầy đủ giàu có, là họ chìm đắm ở trong những cái nhục dục, ở trong những thú vui của thân xác, và họ thỏa mãn những gì mà họ nghĩ rằng họ bị cấm cản. Cho nên khi thả một chút tự do là họ thích chìm đắm vào trong những cái gì đó bại hoại, phải không? Cho nên Salomon không có ý nói với những người trẻ rằng nhìn xem sự mắt mình ưa thích và chạy theo những điều lòng mình muốn, mà phải cẩn thận một điều, đó là gì? Đó là tất cả những việc này Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi lại mà đón xét. Cho nên chúng ta phải có trách nhiệm với đời sống của mình, trách nhiệm với đôi mắt của mình, trách nhiệm với tấm lòng của mình. Chúa Giêsu dạy đôi mắt là đèn của thân thể, nhưng nếu đôi mắt của ngươi không tốt thì cả thân thể sẽ tối tăm. Salomon thì nói rằng mắt là để nhìn, tai là để nghe. Đức Giê-hô-va đã dựng nên hai điều đó. Chúng ta nhìn cái gì? Chúng ta nghe cái gì? Chúng ta chỉ nhìn những gì mà mình ưa thích, mà trong lòng mình cái gì chúng ta chất chứa những điều xấu, thì chúng ta chỉ thích nhìn những điều xấu mà thôi. Cho nên ở trong Ma-thi-ơ, Chúa nói rằng nếu mắt ngươi xấu, ở đây không phải là mắt bị mù, nhưng mắt ngươi xấu tức là mắt ngươi chỉ nhìn vào những điều thuộc về trần thế này, hay là nhìn vào những điều xấu xa, tệ hại, thì nó sẽ kéo cuộc đời của ngươi chìm đắm vào trong những điều tệ hại đó mà thôi. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa đã làm cho chúng ta được mở mắt ra để thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Phaolô gọi rằng, anh em nếu sự sống của anh em đã gắn liền với Đấng Christ thì hãy ham mến sự ở trên trời. Hãy tìm kiếm sự ở trên trời. Hãy xoay hướng của chúng ta để nhìn thấy sự vinh hiển của Chúa, để vui hưởng ơn của Chúa. Cho nên, đây là điều mà ông Salomon nhắc. Hãy cẩn thận, hãy cẩn thận. Bởi vì tất cả những việc mà ngươi đã thấy, đã nghe, lòng ngươi ước ao đó, thỏa mãn đó, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà xét đón từng việc. Đấy là điều mà chúng ta chẳng thấy làm vui lòng. Đấy là điều mà chúng ta cảm thấy khó chịu, phải không? Chúng ta không thấy dễ chịu chút nào. Cho nên, ông cũng nói rằng, vậy khá giải sầu khỏi lòng ngươi và cất điều tai hại khỏi xác thịt ngươi, vì lúc thiếu niên và thì xuân xanh là sự hư không mà thôi. Chúng ta nói đến cái điều thứ hai mà ông Salomon nói trong câu thứ 10. Khá giải sầu khỏi lòng ngươi, tức là khỏi loại bỏ ở trong ngươi sự đau buồn, loại bỏ ở trong ngươi những tội ác. Cái sự đau buồn hay là nỗi buồn mà Salomon nói đây, giải sầu khỏi lòng ngươi, nó là một từ nói đến sự giận dữ, nói đến sự buồn rầu, nói đến sự khó chịu. Và bởi cái sự khó chịu buồn rầu đó, nó đẩy chúng ta đến một cái chỗ, đó là chúng ta buông mình vào trong những điều xấu. Là những người trẻ rất dễ bị cám dỗ, rất dễ bị lôi kéo. Và khi các bạn đã mất cái phương hướng của cuộc sống, các bạn mất đi những cái nền tảng giá trị, thì các bạn sẽ thả mình cho cuộc đời này đẩy đưa. Và tôi thấy rằng những người trẻ khi các bạn mất đi nhục cái ý chí, các bạn sẽ buông mình vào những cái cám dỗ. Và Salomon nói rằng hãy giải sầu khỏi lòng ngươi, hãy dẹp bỏ đi những nỗi buồn, những cơn tức giận, cơn buồn rầu đẩy ngươi đến những hành động mà thiếu thận trọng. Cho nên việc kết tiếp theo đó là gì? Những điều tai hại đó là hậu quả của những cái cảm xúc của tuổi trẻ. Cho nên chúng ta thấy sai lầm một chút xíu, nhưng các bạn sẽ lấy lý do đó để buông thả cuộc đời của mình. Và đây là lý do mà ma quỷ nó sẽ nhân cái cơ hội để nó kéo những người trẻ không còn gìn giữ mình, không còn gìn giữ ở trong những cái trật tự, những cái nề nếp đạo đức. Và họ sẽ sẵn sàng bán mình cho ma quỷ để làm gì? Phó mặc cho cuộc đời. Cho nên Salomon nói rằng hãy cẩn thận. Bởi vì cái tuổi của chúng ta, cái thời kỳ xuân xanh, thiếu niên đó, nó sẽ qua đi rất nhanh. Và các bạn sẽ tiếp tục với những hành trình của một người sống chững chạc, trưởng thành. Các bạn sẽ gặp nhiều khó khăn khi tuổi trẻ các bạn không giữ mình.
Cho nên ở trong hội thánh Chúa ngày hôm nay, tôi thấy những người trẻ, các bạn rất là dễ bị lôi kéo, thu hút ra ở bên ngoài xã hội. Thu hút bởi những trào lưu, thu hút bởi những cái văn hóa, thu hút bởi những cái gì đó mà các bạn nghĩ rằng đó là cái nếp sống hiện đại. Mà các bạn quên mất rằng nền tảng lời của Chúa dạy chúng ta trong sự tin kính Chúa, trong sự kính sợ Ngài. Cho nên các bạn nghĩ rằng thời buổi nay là thời kỳ 4.0, thời kỳ thế kỷ 21, người ta không còn nói chuyện bằng miệng nữa mà nói chuyện bằng truyền thông. Sử dụng mạng, điện thoại, xã hội để nói chuyện với nhau. Quên mất đi cái truyền thống trong sự giao tiếp bằng lời nói, bằng ánh mắt, bằng cử chỉ. Và người ta đã nghĩ rằng sống như vậy là hiện đại. Người trẻ đã sống quá nhanh để cuối cùng các bạn quên mất mình là ai. Các bạn quên mất những cái nền tảng giá trị đạo đức của một con người mà Đức Chúa Trời đã thiết lập từ ban đầu. Các bạn nghĩ rằng đó là nếp sống mà tôi cần sống. Nhưng Salomon nhắc lại rằng hãy cẩn thận. Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà phân định tất cả mọi việc. Cho nên các bạn hãy nhớ rằng thời kỳ xuân sanh nó chỉ là hư không. Cái chữ hư không có nghĩa là tạm thời, là ngắn ngủi. Nếu như chúng ta không cẩn thận giữ mình ở trong cái thời gian đó, các bạn sẽ làm cho mình bị thiệt hại rất nhiều khi các bạn bước vào ở trong tuổi trưởng thành. Vì vậy, trong câu 9 và câu 10, chúng ta học thấy một điều đó là vui hưởng ơn của Chúa cho, nhưng không phải vui hưởng trong tội lỗi, không vui hưởng hay là thỏa mãn trong những điều mà thân xác nhục dục này nó điều khiển, nhưng hãy trở lại với cái sự thánh sạch, với sự tin kính Chúa. Đây là những điều mà hội thánh Chúa cần. Chúng ta phải dạy cho con trẻ từ khi nó còn nhỏ, khi là còn thiếu nhi. Chúng ta phải cho con trẻ của chúng ta nhìn thấy sự thờ phượng Chúa, nhìn thấy lời của Chúa được bày tỏ trong nếp sống của những người lớn. Và chúng ta cũng phải cầu nguyện dưỡng dục các con trẻ của chúng ta trong lời của Chúa. Tuổi thiếu niên qua đi rất nhanh, 4 đến 5 năm. Đó là tuổi mà có nhiều sự thay đổi. Và chúng ta nghĩ rằng đó là cái tuổi nổi loạn, đó là cái tuổi mà nghĩ gì làm đó, là cái tuổi mà các bạn thường hay bị thiệt hại, thậm chí các bạn nghĩ quẩn, các bạn có thể kết liễu cuộc đời của mình ở trong cái tuổi thiếu niên này, là cái tuổi bất đồng. Hãy cầu nguyện, hãy yên ủi, hãy khích lệ và hãy dẫn các bạn đó trở lại với con đường của sự ngay thẳng. Tuổi thanh niên là tuổi mà các bạn sẽ học sự chín chắn, trưởng thành, để các bạn trở nên những người chững chạc. Chúng ta cũng phải tiếp tục để làm gì? Trao dồi cho các bạn lời của Chúa. Ông Giăng viết rằng, hỡi những người trẻ, ta viết cho các ngươi, bởi vì các ngươi làm mạnh mẽ lời của Đức Chúa Trời ở trong các ngươi thắng được ma quỷ. Cho nên là những người trẻ trong nhà của Chúa, đó là kho tàng Đức Chúa Trời đặt để giao phó, và Chúa muốn hội thánh của Chúa phải dùng lẽ thật lời của Chúa và đời sống của chính mình để ảnh hưởng, để dưỡng dục, để dạy dỗ, để cầu nguyện, và chúng ta sẽ nhìn thấy một thế hệ trong sự tin kính Chúa. Thật đáng buồn, Giô-sê, Ca-lép là những người rất tin kính Chúa. Họ cùng với các trưởng lão của dân sự đã tiến vào vùng đất Israel, xin lỗi, ở trong vùng đất Canaan, và họ đã sống ở trong đó trong sự ban phước của Chúa. Nhưng khi họ đã qua đời thì một thế hệ khác trỗi lên, không hề biết Đức Chúa Trời là ai, cũng chẳng biết công việc mà Đức Chúa Trời đã làm. Họ đã chọc giận Chúa. Quý vị đọc ở trong sách Các Quan Sát chương 2 câu 10, chúng ta sẽ thấy họ đã đi trong quần lẫn quẩn là phạm tội, chọc giận Chúa, rồi Chúa hình phạt, rồi họ ăn năn, rồi họ được Đức Chúa Trời giải cứu, rồi họ sống trong sự bình an, rồi tiếp tục họ lại phạm tội. Cho nên đây là những gì mà chúng ta thấy, cái quần lẫn quẩn của con người. Và ước ao chúng ta đừng mất thời giờ với những điều này, mà hãy trở lại với sự tin kính Chúa. Hãy hưởng lấy ơn lành của Chúa ban cho và hãy sống trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Điều thứ hai mà chúng ta nói đến ở đây đó là hãy tưởng nhớ đến Chúa từ câu 1 đến câu thứ 14. Quý vị sẽ thấy nó là một phân đoạn khá dài phải không?
Nhưng mà ở đây chúng ta thấy ông Solomon đã đặt để trong câu số 1 và câu số 6. Trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi. Và trong câu thứ 6, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa trước khi dây bạc đứt và chén vàng bể, vân vân. Như vậy cái tưởng nhớ ở đây không phải là tưởng niệm. Tưởng nhớ ở đây không phải là hoài niệm lại những gì đã qua, đã cũ kỹ. Nhưng mà tưởng nhớ ở đây để nói đến những gì mà chúng ta đã học, đã biết. Và bây giờ chúng ta phải sống cho phù hợp với những gì chúng ta đã học biết. Như vậy, Salomo nói rằng hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi. Tức là hãy lo học biết Đức Chúa Trời của ngươi. Và hãy có một đời sống xứng hiệp với những gì mà ngươi đã học biết về Chúa. Ở đây có ba điều mà chúng ta có thể thấy ông Solomon nhắc cho dân sự của Chúa về việc tưởng nhớ đến chính Chúa. Thứ nhất, trong câu 1 đến câu 8, thì ông nói rằng hãy tưởng nhớ đến Chúa, Ngài là đấng sáng tạo. Ngài là đấng sáng tạo. Hãy, trong buổi còn thơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi. Trước khi những ngày gian nan chưa đến, trước khi những năm tới mà ngươi nói rằng ta không lấy làm vui lòng, trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao chưa tối tăm và mây chưa lại tuôn đến sau cơn mưa, vân vân. Quý vị đọc thấy những hình ảnh mà ông Solomon viết rất là sống động, mà nó cũng khó hiểu cho chúng ta nữa, phải không? Nhưng đây là những gì mà ông đang mô tả đến cái hình ảnh cuộc đời của con người. Ông nói đến cuộc đời của chúng ta nó là gì? Nó sẽ đối diện với những ngày gian nan. Ở trong câu số 1, ở trong câu số 2, trước khi ánh sáng mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao chưa tối tăm, chúng ta nhớ đến đây là một cái tín hiệu để cho chúng ta nhớ đến, trong Khải Huyền có nói đến cái thời kỳ mà mặt trời, mặt trăng sẽ trở nên tối tăm. Đó là thời kỳ kinh khủng, hay chúng ta gọi đó là ngày của Chúa, đó là đại nạn, trước khi những ngày đó chưa xảy đến. Và bây giờ ông cũng nói đến trước khi những ngày mà ngươi sẽ bước vào trong sự già yếu, ngươi sẽ đối diện với sự chết. Hãy cẩn thận. Hãy cẩn thận trong đời sống của mình. Ông nói đến hình ảnh của một người kẻ giữ nhà run rẩy, để nói đến cánh tay yếu. Ông nói đến một người mạnh sức công khơm, đó là đôi chân. Ông nói đến kẻ say cối ngừng lại vì số ít, đó là răng bị rụng hết. Ông nói đến kẻ trông qua cửa sổ đã làng mắt, tức là đôi mắt. Rồi hai cánh cửa bên đường đóng lại, đó là đôi tai đã nặng. Rồi tiếng say mõn lần, tức là răng nhai trở nên yếu hơn. Rồi tiếng chim kêu cũng có thể đánh thức người ta thức dậy. Rồi tiếng con gái hát đều hạ hơi, có nghĩa là không thể cất lên tiếng hát được nữa, bởi vì đã hết sức rồi. Rồi người ta sợ sệt bình lên cao, có nghĩa là họ rất dễ mất thăng bằng và bị té. Hải hùng lúc đi đường không còn mạnh mẽ nữa, cho nên khó khăn trong việc di chuyển đi lại. Rồi lúc cây hành trổ bông, nó đến tóc đã bạc, cao cao trở nên nặng, để nó đến cái sự bất lực của tuổi già. Rồi sự ước ao không còn nữa, tức là sự ham muốn của thể xác không còn, hay là nó đã giảm bớt đi rồi. Rồi người sẽ đi đến nơi đời đời của mình, đó là sự chết. Dây bạc đứt để nói đến dây cột sống, chén vàng bể để nói đến cái là hộp sọ này đã bị bể, và nói đến vào vỡ bên núi, tức là cái trái tim đã bị vỡ, tức là nói đến sự chết. Thưa Hội Thánh của Chúa, tất cả chúng ta rồi cũng sẽ đến với sự chết. Ông Solomon mô tả sự chết quá nhiều hình ảnh, phải không? Quá ư là rất là sống động để cho chúng ta có một cái nhìn tích cực về sự chết. Nhưng sự chết nó là một cái gì đó đau đớn, buồn thảm, tuyệt vọng. Trước khi những ngày đó xảy ra, thì hãy nhớ lại Đức Chúa Trời là đấng dựng nên trời đất. Tại sao chúng ta phải nhớ Đức Chúa Trời đấng dựng nên trời đất? Bởi vì đây là những gì mà hết sức quan trọng trong đời sống của chúng ta. Ở trong Thi Thiên thứ 121 câu 1, Thi Thiên 121 câu 1, thì Thi Thiên, tức trước giả Thi Thiên cũng nói đến: tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là đấng dựng nên trời và đất.
để nói đến sức mạnh của Chúa, để nói đến sự khôn ngoan của Chúa. Cho nên đời sống của chúng ta, giàu là những người khôn ngoan, giàu có quyền lực, hay là những người khờ dại, yếu đuối đi nữa, tất cả chúng ta đều là những tạo vật của Chúa. Nếu Chúa ban cho chúng ta hơi thở sự sống thì Ngài cũng sẽ lấy lại sự sống của chúng ta. Và loài người cũng chẳng khác gì là những cục đất sét mà thôi. Cho nên phải kính sợ Chúa ngay khi chúng ta còn ở trong tuổi thơ ấu, tuổi thiếu niên, tuổi thanh niên hay trong tuổi già yếu, cũng phải nhớ đến Chúa, kính sợ Chúa. Điều thứ hai mà chúng ta nhớ đến Chúa, đó là chúng ta nhớ đến Ngài là đấng chăn chiên. Chúng ta xem ở trong câu 9 đến câu 10, câu 9 đến câu 12. Vả lại, bởi vì kẻ truyền đạo là người khôn ngoan nên cũng cứ dạy sự tri thức cho dân sự. Người đã cân nhắc, tra soát và sắp đặt thứ tự nhiều câu châm ngôn. Kẻ truyền đạo có chuyên lo tìm kiếm những câu luận tốt đẹp, và các lời đã viết ra đều là chánh trực và công bình. Lời của người khôn ngoan giống như đót sắp chọn các câu châm ngôn khác nào đinh đóng chặt. Nó do một đấng chăn chiên mà ra. Thưa hội thánh của Chúa, tại sao Salomon lại nhắc đến hình ảnh nó do đấng chăn chiên mà ra? Ở trong Kinh Thánh có cho chúng ta một số chỗ. Ở trong sách Sáng Thế Ký chương 49 câu 24 thì nói rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn chiên. Thi Thiên 23 câu 1, Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi. Thi Thiên 80 câu 1 hay là 95 câu 7 cũng đều nói rằng Đức Giê-hô-va là đấng chăn chiên. Chăn chiên có nghĩa là Ngài sẽ cung ứng thức ăn, Ngài sẽ cung ứng những dòng nước, Ngài sẽ cung ứng sự bảo vệ cho bầy chiên của Chúa. Đấng chăn chiên mà chúng ta thấy rõ ràng ở trong Tin Lành Giăng chương 10, Chúa Giê-xu nói ta là người chăn hiền lành. Một người chăn vì chiên mình phó sự sống mình. Chăn chiên không chỉ bảo vệ chiên, chăm sóc, mà chăn chiên còn lo cho chiên được nuôi dưỡng, được ăn uống, được lớn lên, được khỏe mạnh. Và giữa cái mối liên hệ giữa người chăn với chiên hết sức là gần gũi, dịu dàng và đầy tình yêu thương. Thưa hội thánh, hãy nhớ đến Chúa là đấng chăn chiên. Ngài cung ứng lời của Đức Chúa Trời cho con dân của Ngài. Chúng ta nhớ trong Phục Truyền chương 8 câu thứ 3, lời Chúa có chép rằng: vậy Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Như vậy chúng ta sống đó là nhờ lời của Chúa. Chúa Giê-xu thì nói là chiên ta quen tiếng ta, ta quen nó và nó đi theo ta. Như vậy, con dân của Chúa thì phải quen thuộc với tiếng của Chúa. Đức Chúa Trời cung ứng lời của Chúa, đó là lời chánh trực, đó là lời chân thật, đó là những lời khôn ngoan, đó là những lời tốt đẹp mà Chúa cậy đầy tớ của Ngài là Salomon để sắp xếp, để chuẩn bị nó như là những cái điều tốt lành giúp cho đời sống của chúng ta tránh đi những cái sự hư không. Cho nên hỡi những người trẻ, hỡi những con dân của Chúa, chúng ta phải yêu mến lời của Ngài. Chúng ta sẽ phải đến với lời của Đức Chúa Trời để làm gì? Bởi vì đây là những gì Đức Chúa Trời bày tỏ. Và nếu như chúng ta là con của Chúa mà chúng ta không yêu mến lời Chúa, không quan tâm đến lời Chúa, thì chúng ta xem xét chúng ta là ai. Chúa nói với dân Israel, những người thầy thông giáo, những người Giu-đa: các ngươi tra xem Kinh Thánh, các ngươi tưởng đó là được sự sống đời đời, nhưng các ngươi không đến cùng ta là đấng ban cho sự sống đời đời, phải không? Thưa hội thánh, Kinh Thánh là lời Đức Chúa Trời dẫn chúng ta đến với lẽ thật, đến với Chúa Giê-xu Christ, để chúng ta nhận biết Ngài là Đức Chúa Trời, để chúng ta ăn năn hạ mình tìm kiếm Chúa. Nhưng tiếc thay, chúng ta xem Kinh Thánh chỉ là một cái phương tiện để thể hiện sự tín ngưỡng của chúng ta. Kinh Thánh chỉ có giá trị ở trong nhà thờ. Kinh Thánh chỉ có giá trị trong giờ trường Chủ Nhật. Kinh Thánh chỉ có giá trị để người ta dạy và khuyên. Nhưng Kinh Thánh nó không thật sự là một cái gì đó nền tảng để cho chúng ta chọn lựa và sống theo lời của Chúa. Vì vậy, chúng ta đã để cho mình đi trong những con đường hết sức là nguy hiểm, sai trật.
David đã nói với, đã cầu nguyện với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin hãy tra xét tôi, hãy dò xem tôi có lối ác nào chăng, xin Chúa hãy dẫn tôi vào con đường của sự ngay thẳng. Quý vị có bao giờ cầu nguyện: Chúa ơi, xin hãy dẫn con vào con đường của sự ngay thẳng chân thật không? Chúa Giêsu phán rằng: Khi ta đi, ta sẽ sai đấng yên ủi, Ngài là thần lẽ thật, Ngài sẽ dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật. Chúng ta có lời Đức Chúa Trời là lẽ thật, chúng ta có Thánh Linh là Đức Chúa Trời là thần chân thật, và Chúa Giêsu là chân thật cũng là thần lẽ thật. Giải bày cho chúng ta ý muốn của Đức Chúa Trời. Chúng ta không yêu mến, không cẩn thận, không gìn giữ thì làm sao chúng ta có một đời sống khôn ngoan được? Chưa hết, chúng ta thấy trách nhiệm của chúng ta với lời của Chúa nữa. Phải cẩn thận, tra xem, giữ lấy, làm theo, rồi tiếp tục dạy dỗ cho dân sự của Chúa như điều mà Ezra đã kiên định. Ezra chương 7 câu 10. Hoặc chúng ta có thể xem thấy Gia-cơ nói rằng hãy xét kỹ luật pháp của sự trọn vẹn, bền lòng suy gẫm, hết lòng giữ theo. Thưa Hội Thánh, đây là những gì mà Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta. Liệu chúng ta có kính sợ Chúa, có tưởng nhớ Chúa để chúng ta đi trong đường lối của Ngài không? Đây là cách mà những người trẻ chúng ta phải học, phải thực hành. Và điều thứ ba chúng ta nhớ đến Chúa, đó là nhớ đến Ngài là đấng đoán xét. Chúng ta thấy câu 13, 14, chúng ta hãy xem lời kết của lý thuyết này: khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự của ngươi, vì Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc đến nỗi việc kính nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy. Chúng ta sẽ không xa lạ gì để học về một lẽ thật: Đức Chúa Trời là đấng sẽ đoán xét. Đức Chúa Trời sẽ đoán xét, Ngài sẽ dò trong trí, xét ở trong lòng mà báo trả cho mỗi người tùy theo những việc họ làm. Có quá nhiều chỗ trong Kinh Thánh để nhắc cho chúng ta điều đó. Cho nên Salomon cũng nói rằng hãy cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nó mà ra. Thưa Hội Thánh của Chúa, nếu như chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời đang đoán xét, nếu như chúng ta nhận biết rằng chúng ta sẽ không thể nào che giấu những tội lỗi của mình, thì cách tốt nhất, khôn ngoan nhất đó là chúng ta phải tránh tội lỗi. Chúng ta phải chừa cái sự sai trật để chúng ta đi trong con đường của sự ngay thẳng, công chính. Câu 14, Đức Chúa Trời sẽ đem đoán xét các công việc đến nỗi việc kính nhiệm hơn hết, tức là những bí mật, những cái tội lỗi cố ý, cái sự giấu kín này sẽ được phơi bày ra hết. Chúng ta sẽ lấy làm run sợ phải không? Vì vậy hỡi những người trẻ, các bạn đừng bao giờ tự lừa dối mình. Các bạn đừng bao giờ quên rằng lời nói gió bay. Đừng bao giờ quên rằng chúng ta sẽ tự do có thể sống, vui hưởng và làm tất cả gì chúng ta muốn mà chúng ta không bao giờ để ý đến lời của Đức Chúa Trời, chẳng quan tâm đến ý muốn của Chúa. Đó là lý luận của ma quỷ để lôi kéo, để dụ dỗ chúng ta mà thôi. Cho nên hãy cẩn thận. Chúng ta hãy xem ở trong sách Tin Lành Giăng chương 5. Tin Lành Giăng chương thứ 5. Tôi xin đọc lời của Chúa ở trong câu thứ 29 đến câu 29-30. Câu thứ 27-30. Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho con, vì là con người, chớ lấy điều đó làm lạ. Vì giờ đến khi mọi người ở trong mồ mả nghe tiếng Ngài và ra khỏi, ta đã làm, ai đã làm lành thì sống lại để được sống, ai đã làm dữ thì sống lại để bị xét đoán. Ta không thể tự mình làm nổi việc gì, ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán ta là công bình. Ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của đấng đã sai ta. Thưa Hội Thánh của Chúa, Chúa Giêsu nói, Cha đã ban quyền thi hành sự phán xét cho con, vì là con người. Ông Giăng có ý gì khi nói điều này? Trước khi Chúa Giêsu thực hiện cái quyền của một đấng đoán xét, thì Ngài thực hiện cái công tác của tình yêu thương. Đó là lòng thương xót của Chúa. Đó là sự nhân từ của Chúa. Ngài chịu chết trên thập tự giá.
Ngài đến để giải bày cho chúng ta lẽ thật, Ngài công bố cho chúng ta ý muốn của Đức Chúa Trời, để chúng ta cẩn thận kính sợ Chúa và làm theo lời của Chúa. Đó là cơ hội của chúng ta để thoát khỏi cái cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta không cẩn thận giữ mình thì chúng ta sẽ đối diện với sự đoán xét của Chúa không hề giảm sút, hay là Chúa sẽ không bao giờ bỏ qua dù chỉ là một tội nhỏ nhất. Cho nên thời kỳ chúng ta gọi là ân điển là thời kỳ mà chúng ta còn ăn năn tội lỗi, còn có thể được trở lại với Đức Chúa Trời, được tha thứ, được phục hồi. Hãy tranh thủ, hãy thận trọng. Nhưng khi Chúa Giêsu trở lại lần thứ hai trong hình ảnh của một vị vua của sự đoán xét thì chẳng ai có thể tìm cách để xin Chúa tha thứ cho mình bất cứ một tội lỗi gì, bởi vì thời giờ đó đã không còn. Cho nên Đức Chúa Trời sẽ thực hiện sự đoán xét tùy theo sự công bình của Chúa. Và Chúa thấu hiểu con người yếu đuối, dễ vấp phạm. Cho nên Chúa sẽ làm gì? Chúa sẽ giúp đỡ để cho chúng ta mạnh dạn chiến thắng tội lỗi. Ở trong Hebrew có nhắc đến điều đó. Ngài là thầy tế lễ cảm thương chúng ta, và ở trong sự yếu đuối chúng ta, Ngài biết phải cứu chúng ta thế nào. Nhưng mà quý vị hãy nhớ rằng thời điểm Chúa cứu chúng ta, thời điểm Chúa ban sự ân sủng chúng ta, nó có giới hạn, rồi sẽ kết thúc. Chúng ta sẽ phải ứng hầu trước mặt Chúa, và Chúa sẽ đoán xét hết tất cả mọi việc. Cho nên Salomon nói rằng, khá kính sợ Đức Giê-hô-va, giữ gìn các điều răn của Ngài, ấy là làm trọn phận sự của ngươi. Salomon là người rất khôn ngoan, nhưng ông đã bước đi một cách thiếu khôn ngoan, bởi vì ông đã bỏ qua những cái điều răn giới mạng của Chúa. Ông đã phạm tội với Chúa khi ông cưới nhiều người nữ ngoại bang làm vợ cho mình. Ông đã xây dựng những tượng để cho họ thờ phượng, và đó là lý do mà ông đang chọc giận Đức Chúa Trời. Thưa hội thánh của Chúa, chúng ta là người có lời của Chúa, có thể chúng ta sẽ là người khôn ngoan, nhưng nếu không cẩn thận để làm theo lời Chúa thì chúng ta cũng sẽ bị Chúa đón phạt. Cho nên người công bình và người gian ác được đem ra để nhắc nhở cho chúng ta, đó là người nào cẩn thận kính sợ Đức Chúa Trời, đi theo đường lối của Ngài, đó là người khôn ngoan, đó là người công bình. Nhưng những người nào nghe lời Chúa mà không cẩn thận làm theo, tất cả đều sẽ là những người gian ác, và họ sẽ phải đối diện với sự đoán xét vô cùng khủng khiếp của Chúa. Cho nên trong bài học buổi sáng hôm nay, đối với những người trẻ, thưa các bạn, hãy giữ mình, hãy cầu nguyện với Chúa, hãy tìm kiếm cho mình những cơ hội thì giờ để học lời Chúa, để nhờ lời Chúa mà chúng ta được Chúa bảo vệ, giữ gìn. Hỡi con cái của Chúa, quý ông bà, anh chị trong hội thánh, là những bậc phụ huynh, chúng ta hãy sống với lời của Chúa, hãy làm gương cho con cái, hãy cầu nguyện cho dòng dõi của mình, và hãy tiếp tục dùng lời của Chúa để dạy dỗ. Bởi vì đây là những thành trì, đây là những cái nền tảng quan trọng. Nếu như chúng ta bỏ lơ nó, chúng ta không quan tâm đến nó, nghĩa là chúng ta đang đẩy dòng dõi con cháu hầu tự của chúng ta trở thành những miếng mồi ngon cho ma quỷ. Chúng ta rất đau đớn khi nhìn thấy những giới trẻ ngày hôm nay đang rời bỏ nhà thờ, rời bỏ nền tảng đức tin để chạy theo những gì của thế giới này. Xin Chúa thương xót chúng ta, hãy giữ lấy con của chúng ta ngay khi còn có thể, và hãy cầu nguyện cho nó. Cũng như chúng ta hãy hợp tác với các đầy tớ của Chúa, hội thánh của Chúa, để chúng ta có những chương trình chăm sóc cho thiếu nhi, cho thiếu niên, cho thanh niên. Nếu như chúng ta không tập trung thời giờ, sức lực, tiền bạc để dạy dỗ cho con em chúng ta ngay khi tuổi thiếu nhi, thì đến tuổi thiếu niên nó sẽ bỏ qua, nó sẽ không còn tìm kiếm lời của Chúa. Và đến tuổi thiếu niên nó sẽ không còn ở trong nhà của Chúa nữa. Cho nên đây là gì mà chúng ta học biết, vui hưởng ơn của Chúa cho. Nhưng hãy nhớ đến Chúa. Nhớ đến rằng Chúa là đấng sáng tạo. Nhớ rằng Chúa là đấng chăn chiên. Ngài cung ứng cho chúng ta tất cả mọi điều để chúng ta được lớn lên trong sự tin kính. Hãy nhớ rằng Chúa là đấng sẽ đón xét. Đừng bao giờ quên. Hãy giữ lòng khiêm nhường trước mặt Chúa. Và hãy sống đời sống tin kính. Đó là trọn phần sự của chúng ta. Cầu Chúa ban phước cho hội thánh của Chúa, để chúng ta tiếp tục nhớ đến nhau trong sự cầu nguyện. Cầu thay. Amen.